Các bạn thân mến, bây giờ tôi tiếp tục thêm một ví dụ nữa về lập trình hướng đối tượng. Một ví dụ này thì các bạn sẽ thấy nó sự đa dạng của đa dạng và tác dụng của lập trình hướng đối tượng. Thì ở đây tôi ví dụ, tôi ghi là ví dụ xe ca. Ví dụ về một chiếc xe. Nó chạy và có hãng, tức là nó có tên hãng này, màu sắc và đời. Vậy bây giờ tôi sẽ mô tả về một cái thế giới thực gồm có một chiếc xe ca. Bây giờ tôi đặt tên là ví dụ thực tế. Rồi. Thì ở đây tôi khai báo một cái lớp có tên là xe ca. Các bạn chú ý nhé, chúng ta nhìn. Rồi bây giờ tôi khai báo này, lớp ca. Đấy. Xe ca ở đây gồm một thứ nhất là màu color. Color màu đây tôi đặt tên là public, tôi đặt loại là public color. Tiếp theo tôi đặt nhà máy public hay là rồi. Tiếp theo nữa là đời public model. Đấy. Phần vô cùng quan trọng đó là tốc độ. Hiện tại tôi đặt là biến riêng private, tôi gọi là tốc độ. Ok. Thì trong dữ liệu của chúng ta gồm có các thành phần màu sắc, hãng xe. Hãng cái này tôi đọc là hãng xe đi cho nó dễ nhìn, không các bạn lại nhầm hãng xe. Model và tốc độ thì chúng ta nhìn thấy này. Trong Jetstream thì tốc độ này được mờ đi để nó phân biệt giữa public và private. Bây giờ tôi lập một cái hàm mới, tôi thiết lập một hàm mới ở bên trong. Tôi cho là public. Public. Các bạn chú ý nhá. Hàm ở trong lớp nó khác với hàm ở bên ngoài. Hàm bên ngoài thì không có từ khóa public, private và protect. Chỉ có trong lớp thì chúng ta khai báo là private, public hoặc là protect, đúng không? Thế thì ở đây tôi khai báo hàm function là tăng tốc. Đấy, function tăng tốc. Rồi. Nếu bây giờ tôi sẽ sử dụng một lệnh if, nếu mà trong cái bài này nếu như tốc độ là quá 100 thì nó phải dừng hoặc giảm lại. Nó tương tự như thế. Khi mà giảm tốc mà dưới 0 thì lại phải tăng lên. Bài toán hôm nay là như vậy. Tức là làm sao cho cái xe này nó chuyển động. Nó chuyển động. Quá 100 thì nó dừng lại và giảm tốc, giảm đến về 0 lại tăng lên. Đấy. Vậy thì tôi sẽ có là if, mở ngoặc đơn ra nhá. Trong này là điều kiện. This là con trỏ chính nó. Tốc độ mà lớn hơn hoặc bằng 100. Đấy, thì làm sao ta sẽ trả về return là false. Đó. L nếu không, các bạn chú ý nhá, đây là điều kiện hai nhánh, điều kiện hai nhánh, đúng thì làm, không đúng thì làm cái việc khác.
Các bạn chú ý, đúng thì làm, không đúng thì làm việc khác. Và bây giờ tôi sẽ có là this của tốc độ sẽ bằng this tốc độ cộng 10, mỗi lần tôi tăng lên 10 đơn vị. Đấy, hay là cộng 5 đi. Cộng 5, 5 km trên giờ. Và trong cái điều kiện này thì nó hàm sẽ trả về giá trị là giá trị return true. Các bạn chú ý nhá, hàm tăng tốc nếu tốc độ hiện tại mà lớn hơn 100, lớn hơn 100 thì nó sẽ trả về false. Còn nếu không thì tốc độ bằng tốc độ cộng 5. Đấy, tốc độ bằng tốc độ cộng 5. Cái này các bạn cũng có thể viết là tốc độ zít tốc độ cộng bằng 5 cũng được, nhưng mà ở đây tôi viết tường minh ra để cho các bạn thấy là tốc độ bằng tốc độ cộng 5. Rồi. Bây giờ tôi xuống hàm tiếp theo là hàm giảm tốc. Function public function. Đấy, một ví dụ này là các bạn sẽ hiểu giảm tốc. Rồi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ này, căn cứ vào điều kiện. Nếu tốc độ nhỏ hơn bằng 0, if mở ngoặc ra this tốc độ nhỏ hơn bằng 0 thì làm sao? Return false. Return false. Đấy, nếu không, nếu không thì tốc độ zít tốc độ trừ bằng 5. Đấy, zít tốc độ trừ bằng 5 nhá. Cái này giống như là zít tốc độ bằng tốc độ trừ 5 ấy, thì cũng giống như trên thôi. Và bây giờ tôi sẽ return true đúng không? Tức là nó đang giảm thì nó có điều kiện đúng, ở đây đang tăng thì có điều kiện đúng, dừng lại thì là sai đúng không? Vượt qua cái ngưỡng này thì sẽ sai. Còn đây là khi mà nó vượt quá cái ngưỡng dưới, tức là nó giảm đi quá không thì trả về như này. Vậy bây giờ phần phía dưới tôi sẽ viết ra ngoài lớp. Bây giờ chúng ta nhá, lớp của chúng ta là đây rồi. Rồi bây giờ ta sẽ có lớp này. Khai báo M là biến xe bằng new của K. Đấy, in ra của K. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy này, màu hãng model là chúng ta chưa có đúng không? Vậy chúng ta khai báo luôn ở ngoài. Bạn chú ý nhé, bình thường thì tôi sử dụng hàm để tôi lấy ra màu sắc vân vân, nhưng ở đây thì rồi ở đây tôi lấy trực tiếp, tôi lấy trực tiếp nhé, lấy trực tiếp khác với đặt trực, đặt bên trong. Đặt bên trong cũng được, đặt bên trong thì ta sử dụng hàm set và get. Nhưng ở đây tôi lấy trực tiếp bên ngoài. Đó, tôi sẽ có là M. Đấy các bạn nhìn nhá, color này bằng màu trắng. Đó, ok. Rồi M tiếp theo là hãng xe, tôi bằng Mazda. Đó, cái này tôi cho đây đúng không? Model
M model đấy bằng mát đa 6 loại xịn nhất của Mazda đúng không? Rồi bây giờ tôi sẽ viết này. Đấy các bạn thấy nha, lúc này là biến public hay là biến public được khai báo đây, được hiện ra bên ngoài ngoài lớp đúng không? Rồi truy xuất ngoài lớp đúng chưa các bạn nhỉ? Ta truy cập vào trong ngoài lớp đấy. Từ đây các bạn phải nhớ là nó sẽ truy cập ngoài lớp nhá. Rồi bây giờ tôi in này, Eco xe đang chạy. Có màu là hai chấm zip màu đấy rồi và thuộc hãng xe zip xe đúng các bạn. Rồi hoặc chúng ta có thể là lên trên này chấm một cái cho tốt chắc chắn đấy, rồi lên đây chấm cái, lên đây chấm cái đúng không? Hãng có model chấm có đời là đi mô model. Rồi các bạn cứ yên tâm, bây giờ chỗ này zip này tôi thay nó không phải là bên trong nữa đúng không, tôi thay bằng m. Đó. Đây tôi thay bằng m đây tôi thay bằng m nhá. Dòng này bây giờ chạy ngon rồi. Bây giờ ta chạy thử này. Tôi copy cái đường dẫn này về bên trong sửa lại. Tôi chạy này. À, tôi ghi chỉ cần ghi là ví dụ. Mazda đời 6 đúng không? Đấy, dòng 39 ở đây. Xem nó báo gì nhé. Underpo thì màu. À màu. Màu. Rồi ta xem lên trên màu. À, màu đây không phải là color. Đấy, tôi nhầm color. Rồi. Rồi tôi chạy. Xe đang chạy có màu trắng được thuộc hãng xe Mazda 6. Bây giờ ta mới xem về tốc độ. Với tốc độ tôi sử dụng vòng quay. Quay. Quay ở đây là tốc độ hiện tại. Z M rồi M. Tốc độ.
M đây là M tăng tốc nhé. Tăng tốc quên, đây là tăng tốc. Đấy. Trong khi M tăng tốc thì làm gì? Trong khi M tăng tốc thì chúng ta in ra tốc độ hiện tại. Thì tôi có eco eco BR. Đó. Để tôi súng dòng mỗi một cái, tôi súng dòng phát. Và eco tốc độ giảm, tốc độ tăng. Tốc độ tăng lúc này là chấm M tốc độ, tôi lấy là ở đây M là tốc độ đã. Nhưng mà đây đến chỗ này rồi nha, ta thiếu một cái hàm nữa. Tôi lấy tốc độ hiện tại ở trên này, vậy thì tôi cho một hàm chỗ này nữa, các bạn chú ý này. Đó, ta lấy tốc độ ra nha, public rồi function lấy tốc độ hiện tại, rồi tôi xuống dòng, tôi di tơn zip tốc độ. Đó. Các bạn chú ý là lấy tốc độ hiện tại là nó sẽ lấy cái biến tốc độ trên này. Đây, tốc độ đây. Và sẽ đưa về đây, trả về đây. Vậy thì lúc này tôi sẽ có là zip tốc độ lấy tốc độ. Đấy. Đây là tăng tốc. Thế thì đầu tiên tôi cho tốc độ lúc này tôi lại thay vào đây, các bạn thấy là đối với lớp ta sẽ thay bất kỳ khi nào và chúng ta có thể sửa lỗi bất kỳ lúc nào, ta thay nó vào đây là tốc độ bằng 0 ban đầu. Bây giờ tôi lại có vòng while tiếp để cho giảm tốc. M giảm tốc thì tôi cũng có phần như này. Đây bây giờ chúng ta sẽ xem qua nhá. Đây. Đầu tiên tốc độ bằng 0 này. Tăng tốc này, nếu lớn hơn 100 này thì trả về giá trị false này. Nếu không thì tăng tốc giá trị trả về true. Còn dưới này giảm tốc khi tốc độ nhỏ hơn 0 thì trả về false, có nghĩa là sai. Nếu đúng thì trả giá trị bằng true, tức là tốc độ bằng tốc độ trừ 5. Lấy giá trị hiện tại, đây là lấy tốc độ tại thời điểm nó đang chạy. Thế thì phần này thì chúng ta đã thấy là màu sắc rồi hãng xe các thứ được in ra rồi. Đây là ta gì, các biến này được lấy từ bên ngoài lớp. Đấy. Tương tự tăng tốc cũng vậy, tăng tốc. Còn hàm để lấy được cái hàm tốc độ ra ngoài thì chúng ta thấy là tốc độ ta phải khai báo lấy tốc độ là hàm public. Bởi vì tại sao nó public? Nó public thì khi ta lấy ra bên ngoài đối tượng M mới lấy được. Và tốc độ là private thì được gán thông qua truyền qua cái hàm lấy tốc độ và bên ngoài đối tượng M nhé, các bạn chú ý nhé. M đây mới là đối tượng này, gọi là hướng đối tượng. Còn lớp chỉ là cái khuôn mẫu thôi, khuôn mẫu hay là cái phương thức để nó thực hiện. Đấy. Bây giờ chúng ta chạy. Các bạn nhìn nhé. Đấy. Tăng lên 100 không lại giảm về 0. Đẹp chưa? Đấy. Xe nó tăng lên và nó giảm về 0. Xe tăng lên và giảm về 0. Thế thì qua bài học này chúng ta thấy rằng một ví dụ vô cùng thực tế, tức là gắn với thực tế của chúng ta tăng tốc và giảm tốc. Trong cái bài này các bạn chú ý nhé.
Bạn chú ý bài này thật, nghiên cứu thật kỹ. Tại sao tôi lại viết như này? Bởi vì tôi muốn cái vòng quay nó đúng. Tôi muốn vòng quay tăng tốc hoặc giảm tốc nó đúng. Thì tôi phải, nếu tăng thật thì nó giá trị chu, còn nếu nó không tăng nữa thì phải giá trị phô. Mà tôi chỉ giới hạn tốc độ là gì? Ở đây chỗ này. Tăng thì giá trị là chu, tăng giá trị chu. Còn lớn hơn 100 thì phải trả về giá trị sai. Đấy, tăng là đúng, còn giảm, còn quá là sai. Tương tự ở đây thế. Nhỏ hơn 0 tức là giảm quá 0 là sai, còn đang giảm thì là đúng. Đấy, đang giảm đúng. Bây giờ chúng ta sẽ chạy lại một lần nữa để chúng ta nhìn rõ. Đấy, tăng lên 5 này, 0 tăng lên 5 đến 100, 100 lại giảm về 0. Đúng chưa các bạn? Vậy bài học hôm nay là chúng ta chú ý cho tôi. Chúng ta chú ý cho tôi nhé. Các bạn có thể kéo xuống dần dần như này để các bạn xem mã. Xem cái cách tôi lập trình. Đấy. Mazda 6. Đúng không? Đấy, tăng tốc và giảm tốc. Lấy giá trị hiện tại như thế nào? Tôi đi đi dịch liền dần lên. Rồi. Buổi sáng tôi làm một bài, rồi tôi vừa ngủ dậy. Các bạn yêu thích bài học của tôi thì nhớ đăng ký và like cho tôi ở trong YouTube. Còn like ở Facebook thì nó sẽ không tính cái lượt like cho kênh của tôi. Để muốn kênh của tôi phát triển thì các bạn like cho tôi. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn. Chúc các bạn một ngày làm việc